bye bye bye. Không làm với tôi chứ làm phải quyết tâm. Rồi bỏ thịt rán, bỏ thịt rán rồi mấy cái vỏ cá anh đâu? Ơi sao lại vụt xuống sông? Từ từ nó thi đâu, nhanh lên đây nè. Đi làm mà mấy ông cứ tập trung vào đâu đây. Sao lại đi 4-5 người tụt lại đằng đó làm gì? Còn chưa lên thả xuống. Thả xuống. Ừ, cái này. Được làm việc, được làm việc, không được cởi áo về. Đối với dân nghèo thì mình ầm 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 ầm. Đối với người giàu thì anh nhẹ cho nhẹ là sao? Hả? Mấy đồ ăn lưu hiện xong cho nhiệt độ ông cóp á, cho mấy gì vậy? Người ta sợ tôi nhát cho đóng cóp cũng không có bôi ra đó. Rồi, dọn đi ra ngoài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
YouTube đó, đừng có coi. Are you nervous today? Bị phá hết rồi, nhà cũng thành biến nhà hết. Một cái chỗ này chùa có một cái nè, ở đây cũng có cái riêng sau này biến thành nhà luôn. Thì tôi cũng mà đi phân đây mà nhà bán rồi, giờ tôi chạy tôm ở đây nữa. Rồi nó trắng là mất tiểu tính vô mà mấy ở đây rồi. Giờ phạt 2 triệu mình có đồng ý không? Nếu mà phạt thì phải chịu, nhưng mà dân tình không có tiền thì cũng chưa tiểu, tôi không biết sao, tôi nói sao nữa. Giờ mình lỗi mình phải chịu chứ không nói gì cả. Thì tất cả tùy theo anh em thấy có thể mà thay một phút thì tôi chịu ở đây chúng ta. Thương rồi chịu. Làm sao rút kinh nghiệm ấy chú? Chút thấy biết sao không? Đáng rồi đâu có nghĩ đâu. Mà tôi giờ mất tiểu quá rồi, giờ thấy tôi giờ đang căng bụng đá luôn nè, muốn biết sao nữa. Tụi nó láo để phường tôi định mình 4-5 cái chỗ mà bị phá hết rồi, nhà thành biến thành nhà hết rồi. Thì nè, ở dưới xuống chuồng cái là nghe đây cái mà giờ tự nhiên biến thành nhà. 2-3 chỗ công cộng mà giờ không có còn cái chỗ nào công cộng nữa. Tôi thì bán nhà rồi, nhà tôi tại đây tôi giờ giờ tự xin anh Hai á. Tôi xin Hai nói giờ tôi chưa tiêu. Tôi mời lôi ra nhưng mà tôi chưa tiêu thiệt. Chị đâu cho để đi thay chụp thấy tôi chưa tiểu mà tôi bây giờ tôi nói vậy giờ nói vậy nhưng chịu thôi chứ là không nói gì hết đâu. Thì nãy giờ chống cự kỳ quá. Tên là gì? Hả? Tên là gì? Trần Trọng Hiệp. Bao nhiêu tuổi? 61 tuổi. Dạ. Anh ở đâu? Ngủ tại địa phương này. Nhà thì bán rồi, giờ chạy vô. Thì do thôi, chứ tôi đâu chống cự đâu. Được chưa, cũng chưa tiểu. Mình sao thì mình chưa tiểu hay là mình gì đó trình bày phường. Thì mấy anh thấy mình nói chứ tôi đâu có nói tự đâu. Mấy anh thấy rõ tôi chưa có tiểu, tôi mới vô thôi mà giờ mấy anh nói. Nãy ơi, tôi cũng nhận lỗi, tôi chưa có tiểu. Tôi mới bước vô là tôi nhận lỗi, tôi chơi cả chỗ hôm mà. Vệ sinh lần nhưng mà giờ bị nhà biết nhà hết rồi, không có còn chỗ nào để mà vệ sinh đến đó. Thôi bây giờ này em nói anh nè, trước khi mình mắc tiểu á là mình phải biết đến 10 đến 15 phút rồi, đúng không? Mình mắc tiểu là mình biết đến 15 phút đó rồi là mình biết mắc tiểu rồi. Thứ hai là cũng đều biết là còn 1-7 tháng nay là chấn chỉnh cho mình văn minh đô thị trật tự đô thị rồi. Cái thứ ba là mình phải cùng góp sức cùng với quận 1 để giải quyết cái vấn đề này. Chứ không thể nào mà nào bị cái này mà tha phạt được. Mình chưa mới tha phạt được. Hay chưa? Theo quy định thông cảm cho tự tung cũng mới dùng tay là. Nhưng mà hành vi của anh nó đã. Tại vì hành vi tôi là mới kết cấu thì được chỉ đâu có quan ngại thông cảm được. Anh đưa cái của người đàn ông chưa ra, chưa có chuyện mà tôi chưa có tới được hỏi thôi, tôi chưa có chuyện thấy là tôi đã. Nếu như không có chúng tôi thì tất cả mọi cái. Thì lấy nốt anh phạt tôi dùng chạy gì đâu, mình là tôi xin lên xin anh thôi, tôi chỉ trình bày với anh thôi, anh nói thông cảm được. Có qua cho tôi còn không thì phải chịu thôi, chạy cho tôi chạy cho tôi nghĩ trình bày thôi, tôi nói anh chạy theo mà chạy theo mà tôi không thể đây luôn chứ nghĩ đó. Còn nếu mà phạt thì tôi phải chịu thôi, tôi chỉ nói cho các bạn để cho tôi chống cự, không chống cự được đâu, mà định tình tôi chưa biết hiểu, vì mà thấy rõ được chưa, tôi kéo kịp chưa mới vô bụi cây là phát hiện rồi là tôi phải chịu thôi.
sinh nào cũng không nào trên vỉa hè thì chứ bọn tôi đi tôi nói láo tôi đi dân mà công dân đang tám tôi ghé là tôi chủ liền rồi nên tôi bên ghé vậy tôi có cái năm lắm giờ trong tôi mình tôi chạy đôn nhà để bán rồi không biết kiểu đâu mà nãy mà đứng ngoài đường thì dễ đứng rồi bờ kè cũng chạy quá tôi cũng bị phạt phạt cái hai lần mà tôi cũng chịu nhà rồi có mà tin quán không cho chứ mấy quán mini shop là tôi vô cái nó đủ tôi ra anh mua chai nước nó có 7.000 nữa là anh dạ trên tôi nghĩ đi tôi chạy bây giờ cho ông chị sống chạy nói chuyện ăn láo tôi chạy thì sáng được 3.000 bạc cái thủ láo rất là thủ láo ở đâu á như vậy đúng với lộn cái mùi chứ thật tôi chạy ra vô em biết nước 7.000 đi tiểu tổng 2.000 tiền đâu không có tiền nhưng mà phải chịu rồi tôi vô kéo rất lắm vô không người dân nói vậy tổ công cộng thì không có cũng vậy đó hồi đó bốn năm cái mình biến lên nhà hết tổ công biến lên nhà tại đâu tôi nói lắm anh chị nhiều cái gì mình nói chứ anh làm bạn học mình đi nhiều cái chui xe hơi đó hơi ngang lắm nha đi từ ghé ra đến đây đấy á hơi đó cho mắc chịu quá đá đâu đứng lại nhà tôi đây mà bán rồi giờ tôi muốn nhà bình mua trí á muốn chạy chạy xe ôm mà chạy xe ôm mà sao to con quá vậy tôi à. Tập chơi mà 81 tuổi vẫn tập thể dục bình thường tập mới tôi có giấy ngày nay giấy cơm của tôi với cô bằng cái bảng cơm mình có luôn mà phường Tân Định biết không hỏi anh là cái diện nghèo không có diện nghèo của phường không trời ơi giờ đúng hết chèo đi tôi dám nói anh tự giờ tôi tao nuôi vợ con tôi đường con tôi đi làm rồi hiện nay thì cũng sống được tôi đâu có diện nghèo chứ bởi vì người nghèo khác nghèo của mình cũng còn sống được tôi nghèo lắm ai là người quay cái này thôi giờ sao từ nay đến phường biểu cái đó không chạy được không có kinh phí nào mà làm đó mình không vấn đề không phải là kinh phí mà vấn đề là cái lý quan đô thị trên vỉa hè không thể nào mà nó có những điểm như tôi nói về cái cầu này cái góc cầu quay xa lắm một cái đó quay xa lắm mà anh em kiểm tra chỗ đó là đất khô rồi bây giờ tôi chưa tiểu mà trung tâm chưa tiểu bây giờ là anh chút kinh nghiệm nha dạ vâng rồi cảm ơn anh nãy nhiều rồi tôi thôi và mốt mình có đừng có thấy mốt em đi đâu cho đầu tôi nói chuyện với mấy em nha nợ mà lỡ là đối tôi cũng chịu rồi tôi mình dù cái mắt tái quá giờ tôi nấu đáo rồi giờ tôi nhìn đang đến đáy nè hiện tại tôi đang đến đáy á mà giờ nếu mà mấy anh nhiều khi mấy em nói nhiều khi mà em đi nhậu một cái tôi bảo đảm em bánh phục dù bây giờ có bị bạc cũng phải chịu đâu mà tình tôi nghèo thì thôi tôi đóng thiếu thì không biết sao giờ cái tôi đã bậy hoài cái vườn này bạc tôi hết 4-5 lần tôi danh dinh dưỡng nó láo đâu bạc tôi 4-5 lần bạc 80.000 thì tức lắm đúng lộn ngoài phường luôn mà tự giờ sao vậy mình nghèo quá mới chạy chiếc xe 40.000 bạc à mà trong cái địa điểm công cộng thì lại phá mẹ đi thành nhà rồi không biết làm sao mà biến thành nhà đang nhà công cộng biến thành nhà thấy không dù gì bây giờ cái kiếm chỗ nào rồi đáy không đáy đâu bây giờ cùng mình là con người gian tôi nói thì tôi bất mãn với chỗ này xin tôi đời vậy nè trong khi chó nhà vẫn đi giải ra đáy nó không bị phạt cái gì hết tôi tức lắm tôi biết lắm sao vậy ở bên nước ngoài là chó nó phạt trước hết còn con người mà có chỗ tiểu là không nhờ nữa đây mà thấy chó đi tiểu vẫn đi tiểu chút bơ khổ vậy nè chó phải phạt nó nữa.